Xin chào tất cả các em, chào mừng tất cả các em đã đến tham dự bài thi nói giữa kỳ sơ cấp 2. Phần 1: Nghe và trả lời các câu sau bằng tiếng Trung. Y: Ní mẩy thiên chí điển chỉ choáng. R: Ní đợi sổ chi hào mà sư tua sảo. 3: Ní chư cua bể chinh hào ya ma. 4. 你的公司几点下班? 5. 下班后你常常做什么? 6. 晚上你学中文几个小时? 7. 你学中文多久了? 8. 你常去哪儿买衣服? 9. 你有几条裙子? 10. 你有运动鞋吗? 你的运动鞋是什么颜色? 11. 你常穿多少号码的鞋? 12. 你要点什么菜? 13. 你要办什么手续? 14. 您要取多少钱? 15. 今天人民币和越南盾的兑换率是多少? 2. Nghe và nói lại các câu sau sang tiếng Trung. 1. Dạo gần đây, công việc của tôi rất bận, không có thời gian đi chơi. 2. Ngày 10 tháng 5, tôi đi Trung Quốc công tác nửa tháng. 3. Tôi không thường xuyên mua sắm trên mạng bởi vì tôi thấy không hợp. 4. Bạn ăn cơm trước đi, đừng đợi tôi. Hôm nay tôi hơi mệt. 5. Tôi làm phục vụ ở một nhà hàng Trung Quốc được 5 năm rồi. 6. Đây là tiền của bạn, mời bạn đếm lại đi. 7. Bạn có thể đến đón tôi được không? Hôm nay tôi rất mệt. 8. Bạn nói lại lần nữa được không? Tôi không hiểu. 9. Xin lỗi, tôi không dùng WeChat. 10. Tôi không mang tiền mặt, tôi chuyển khoản nhé. Học, 再见.